Hiện nay các loại thực phẩm từ tươi sống, đông lạnh cho đến chế biến sẵn ngày càng có yêu cầu cao về an toàn, chất lượng cũng như là giá cả và mẫu mã. Điều này buộc các doanh nghiệp phải thắt chặt quy trình sản xuất, kiểm soát an toàn chất lượng từ nguyên liệu đầu vào cho tới đầu ra các sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh các siêu thị thì hiện nay tiểu thương tại chợ truyền thống cũng đang tất bật chuẩn bị hàng hóa, đa dạng sản phẩm đảm bảo chất lượng để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Lá dong hay là nếp hay là đậu xanh, kể cả thịt heo và tất cả các gia vị đều được kiểm soát rất là chặt chẽ và sản xuất theo một cái quy trình khép kín. Chúng tôi tập trung vào cái vấn đề nguồn gốc của nguyên liệu, nó phải bảo đảm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và chúng tôi cũng có dành ngân sách để kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nguy cơ về cái chất lượng của thực phẩm. Thì như vậy chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào cái khâu phân phối. Ở đây đặc biệt lưu ý tới cái chợ truyền thống. Trong mùa cao điểm Tết thì không ít nhà sản xuất và người kinh doanh vẫn bất chấp các quy định để đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, hàng tồn động hay trà trộn hàng giả, hàng nhái. Do đó, bên cạnh nỗ lực kiểm tra an toàn thực phẩm của lực lượng chức năng, quý khán giả mua gì ở đâu cũng cần có sự lựa chọn thông minh, phù hợp, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trong quá trình mua sắm và tiêu thụ thực phẩm.